Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, giấy phép lái xe hạng B1 số tự động sẽ được cấp cho người học lái xe nhưng không hành nghề, cụ thể là xe số tự động chở người tối đa 9 chỗ ngồi, kể cả người lái, ô tô tải có hộp số tự động chuyên dùng có tải trọng thiết kế dưới 3,5 tấn. Đồng thời, người có bằng lái ô tô số tự động sẽ không được điều khiển ô tô số sàn. Quyết định này đến một phần do đã từng có rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khi những chủ nhân của chiếc xe 4 bánh nhầm lẫn chân ga, chân phanh do không quen sử dụng xe số tự động. Vậy lái xe số tự động như thế nào, có dễ hay không và những quy tắc nào cần ghi nhớ? Hãy cùng Xe Hay tìm hiểu qua phóng sự tư vấn lái xe số tự động sau đây. Việc đầu tiên cần làm trước khi khởi động xe chính là thắt dây an toàn, chỉnh lại ghế và vô lăng cho phù hợp với từng người, chỉnh gương chiếu hậu và kính chiếu hậu bên ngoài xe. Để ý vị trí và hiểu được ý nghĩa viết tắt của các ký hiệu, cụ thể hộp số tự động của xe ô tô thường hiển thị các ký hiệu sau đây. P là đỗ xe, R lùi xe, N trạng thái tự do, D chạy tốc độ thường, D3 chạy xe tốc độ chậm khi vào đoạn đường không tráng nhựa, khó đi, và 2-1 dành cho đường khó đi hơn. Tùy theo từng loại xe và đời xe sẽ có các ký hiệu khác nhau và nhiều hay ít số hơn, nhưng đa phần các số P, R, N và D là căn bản. Trước khi lái xe, bạn nên đọc sách chỉ dẫn sử dụng xe khoảng 5 phút thì bạn sẽ nắm bắt được các thông tin cần thiết liên quan đến cách sử dụng cần số tự động. Nhấn chân phanh và nổ máy xe bằng chìa khóa hoặc nút khởi động Start-Stop trên một số xe hiện đại. Khi xe đã nổ máy, bạn chỉ cần đưa cần số từ P xuống R nếu cần phải lùi xe, hoặc từ P xuống D, đồng thời nhả chân phanh và di chuyển sang chân ga để xe chạy bình thường và không cần bận tâm đến việc phải dùng tay phải để vào số như xe số sàn. Khi dừng đèn đỏ ngắn, vẫn để cần số ở vị trí D, thả chân ga và đạp chân phanh bằng chân phải. Dùng N khi cần phải đẩy xe hoặc được xe khác kéo. Việc chuyển từ D sang D3, 2 và 1 hoặc ngược lại được thực hiện trong lúc xe đang chạy với vận tốc vừa phải. Khi đến đích, người lái xe đưa cần số về lại P để đỗ xe. Khi vào những đoạn đường không tráng nhựa, tùy theo địa hình dốc cao, bạn có thể chọn 3, 2 hoặc 1 để vượt qua, xong rồi trở về D để chạy bình thường. Lưu ý trong mọi trường hợp không sử dụng chân trái sẽ dán chặt xuống sàn xe, chỉ sử dụng chân phải và tuân thủ nguyên tắc chữ V, chân phanh và chân ga. Khi cần giảm tốc, chân phải nhấn nhẹ vào chân phanh để giảm tốc. Lưu ý khi đi qua những ngã tư, đường đông, chân phải có thể để mớm vào chân phanh để trong trường hợp khẩn cấp có thể ứng phó kịp thời mà không đạp nhầm chân ga. Ưu điểm của xe số tự động là cho phép người lái xe tập trung hơn vào việc điều khiển vì họ không cần phải bận tâm vào thời điểm nào, phải vào số nào, đạp chân nào. Cho phép họ điều khiển xe bằng cả hai tay hoặc họ có thể thư giãn tay phải và chân trái để thực hiện những thao tác khác. Tùy theo hãng xe, loại xe và năm sản xuất mà cần số được thiết kế đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Thông thường các loại xe 4 đến 5 chỗ và 5 đến 7 chỗ có cần số được đặt chính giữa ghế của người lái và ghế của hành khách. Cho dù bạn lái xe có hộp số loại nào, bạn nên dành ít thời gian tìm hiểu về xe đó trước khi tham gia giao thông. Hầu hết tất cả các thông tin về xe được ghi rõ trong cuốn hướng dẫn sử dụng xe do nhà sản xuất cung cấp. Cuối cùng, vấn đề quan trọng nhất khi lái xe vẫn là hiểu luật giao thông, kỹ năng điều khiển xe và phản xạ đối phó tình huống khẩn cấp.